Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tuổi Trẻ Bạc Liêu. Quý vị và các bạn thân mến, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển đất nước, thời gian qua cùng với tuổi trẻ cả nước, lực lượng đoàn viên thanh niên Bạc Liêu cũng đã tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh nhà. Với lợi thế trẻ tuổi tiếp cận nhanh với công nghệ và xu hướng mới, đoàn thanh niên được xem là lực lượng xung kích đi đầu trong chuyển đổi số, là đội ngũ trẻ để tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống. Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ có vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội. Trong đó, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực, chủ động tiên phong tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đưa công cuộc chuyển đổi số của tỉnh lan tỏa đến với mọi người dân trên địa bàn. Xác định thanh niên là lực lượng quan trọng để nhanh quá trình chuyển đổi số, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực số cho thanh niên tỉnh nhà. Đến nay, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh thành lập được hơn 70 đội hình hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến với gần 300 cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia. Ngoài ra, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ Bạc Liêu tiên phong chuyển đổi số, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Bạc Liêu đã ra mắt mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt tại địa bàn thị xã Giá Rai. Với mô hình này, tiểu thương và người dân có thể mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ với nhau mà không cần dùng tiền mặt. Việc thanh toán bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng. Mô hình này được đông đảo tiểu thương hưởng ứng áp dụng ngay sau khi triển khai. Đặc biệt, để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Lực lượng đoàn viên thanh niên của tỉnh nhà đã phối hợp cùng lực lượng công an tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cho hơn 14.000 lượt người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNEID. Những nỗ lực đáng ghi nhận này đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa Bạc Liêu sớm về đích trong chuyển đổi số. Thì ngay từ đầu năm thì Ban Vụ tỉnh đoàn cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai đến tất cả các cấp bộ đoàn thực hiện. Đồng thời nữa thì Ban Vụ tỉnh đoàn cũng đã có những kế hoạch phối hợp cụ thể với các ngành có liên quan để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và nhịp nhàng trong công tác chuyển đổi số hiện nay. Có thể nói thì qua cái công tác chuyển đổi số thì Ban Vụ tỉnh đoàn cũng đã thực hiện và đảm bảo được một số công việc cụ thể, nhất là đối với trong cái tháng thanh niên cũng như là các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thì Ban Vụ tỉnh đoàn cũng đã triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc, nhiều cái mô hình mang lại hiệu quả hết sức là khả quan. Đồng thời nữa thì Ban Vụ tỉnh đoàn cũng đã xây dựng được cái lực lượng các đội thanh niên tình nguyện chuyển đổi số cộng đồng, rồi sử dụng các phòng họp không trực tuyến, không sử dụng giấy. Rồi ngoài ra nữa thì Ban Vụ tỉnh đoàn cũng đã triển khai nhiều cái công trình phần việc có liên quan đến công tác chuyển đổi số, hỗ trợ người dân trong vấn đề thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến, rồi tải các app có liên quan đến người dân, đặc biệt đó là trong đó là phối hợp để thực hiện cái định danh điện tử cá nhân cho người dân, cũng như là sổ y tế, rồi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên các app để cho người dân có thể tiện lợi hơn để thực hiện trong cái quá trình chuyển đổi số. Thành phố Bạc Liêu là địa phương đi đầu trong chuyển đổi số. Những ngày qua, tuổi trẻ của thành phố luôn phát huy tinh thần xung kích đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Để góp phần đưa công nghệ số đến với người dân, từng bước xây dựng nền tảng chính quyền số, Thành đoàn thành phố Bạc Liêu đã tích cực phối hợp với công an các xã phường đến các điểm công cộng tập trung đông người để tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử. Thành đoàn đã huy động các đội xung kích đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền vận động. Tính đến nay, Thành đoàn thành phố Bạc Liêu đã phối hợp với công an thu nhận gần 47.000 tài khoản và đã kích hoạt hơn 12.000 tài khoản định danh điện tử, thành lập gần 30 đội thanh niên xung kích công nghệ số, tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng thanh toán trực tuyến và các ứng dụng cá nhân trực tuyến khác. Thành đoàn cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong đoàn viên thanh niên thực hiện các cái nội dung là chuyển đổi số. Thành đoàn cũng đã triển khai các mô hình công trình phần việc sao cho nó thiết thực, nó cụ thể và trên từng lĩnh vực, như là công tác là hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến. Thành đoàn cũng đã bố trí các lực lượng là đoàn viên thanh niên xung kích nòng cốt đó, ngồi ở ngay tại bộ phận một cửa của các trụ sở ủy ban nhân phường xã để qua đó là hướng dẫn bà con nạp hồ sơ trực tuyến. Trong thời gian tới thì
Thành đoàn cũng sẽ đẩy mạnh cái phương thức tuyên truyền. Thứ nhất là trên các trang mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng do đoàn phụ trách. Thì đặc biệt hơn nữa là thành đoàn cũng sẽ tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn, sẽ tổ chức cái hội thi Gung Chuông Vàng để tìm hiểu về công tác chuyển đổi số này đến với gần gũi hơn với các bạn đoàn viên thanh niên. Tại bộ phận một cửa thành phố và các xã phường, đội ngũ đoàn viên thanh niên tình nguyện của thành phố luôn có mặt hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hồ sơ hành chính được nhanh chóng. Tới đây thì nhờ mấy em bên đoàn để hỗ trợ hướng dẫn cho mình, để mình làm cho nó thuận lợi hơn. Lúc trước cô đi thì cô tới đây cô làm hồ sơ giấy thì nó cũng nhiều thủ tục này kia nọ. Còn mình làm điện tử thì các cháu nó hướng dẫn thì làm rất là nhanh lẹ. Phải có đoàn thanh niên các cháu nó hướng dẫn cô mới gành. Chứ còn nếu mà qua điện tử tự mình làm thì cô không có gành hung. Các cháu nó hướng dẫn tận tình lắm mà. Nó chỉ tới thì cô biết cô làm được. Ngoài việc tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, mới đây thành đoàn thành phố còn phối hợp cùng ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bạc Liêu tổ chức buổi tuyên truyền về xây dựng tuyến đường 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt. Đối với các hộ dân và hộ kinh doanh trên tuyến đường Cao Giang Lầu thuộc địa bàn phường 5 thành phố Bạc Liêu. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm từng bước hiện thực hóa chương trình chuyển đổi số từ chính quyền, kinh tế đến xã hội trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với hoạt động sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố. Đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông trên địa bàn. Tại buổi tuyên truyền, người dân được giới thiệu về công cuộc chuyển đổi số hiện nay và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, mua bán, thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, các hộ dân cũng được lực lượng đoàn viên thanh niên của phường và thành phố hướng dẫn cách tải và sử dụng các ứng dụng thanh toán trực tuyến như VCB Digital, QR Pay để giao dịch trong mua bán. Được đồng hành cùng với là ủy ban cũng như phường 5 và thành đoàn thành phố Bạc Liêu để mà triển khai cái ứng dụng 4.0 cho cái đối tượng là người dân cũng như là các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố mình. Cái ứng dụng 4.0 này là mục tiêu cũng để là nhằm tăng tiện ích, tiết kiệm thời gian cũng như là các cái chi phí cho bà con là cái đó là cái mục tiêu ưu tiên nhất. Thì để mà thực hiện cái thành công cái này thì Vietcombank cũng đã là thứ nhất là triển khai mở tài khoản theo số điện thoại miễn phí cho bà con. Ở đây phải nói là cái tiện ích nhất. Rồi cái thứ hai nữa là khi có tài khoản rồi thì bà con sẽ tải cái app ứng dụng. Ứng dụng này nó giống như là khi bà con đã cài đặt kích hoạt thành công rồi thì cái ứng dụng này giống như với bà con mang cái ngân hàng về nhà vậy, tất cả các tiện ích trên này đều có. Hôm nay thì cũng làm với phường 5 là thí điểm, thành công thì chúng tôi sẽ nhân rộng ra tất cả các phường của thành phố. Được giới thiệu cặn kẽ về những tiện lợi khi thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt, nhiều hộ kinh doanh thấy hào hứng, đồng thời cho biết sẵn sàng áp dụng phương thức thanh toán mới này cho việc kinh doanh của gia đình. Đến đây thì được các em ngân hàng với đoàn thanh niên tiếp tốt, hướng dẫn này nhiệt tình. Nào giờ sử dụng tiền mặt không à, mình cũng chưa có gặp, nếu mà gì thì từ từ mình thấy cũng có ích á. Cái việc mà mình thanh toán bằng cách như lúc nãy nó nói là mình quét cái mã QR thì nó thực sự nó thiết thực hơn và nó nhanh, nó tiện lợi. Và đặc biệt khi mà kiểu mình phải đem tiền thì nó khá là bất tiện một số cái trường hợp. Thì mình thanh toán qua điện thoại nó sẽ ổn hơn. Em thì em thấy các anh chị bên đoàn thanh niên và các anh chị bên Vietcombank hướng dẫn cài đặt rất là nhiệt tình. Thì những cái gì tiện lợi thì đương nhiên là em sẽ mong muốn là nó được phủ sóng cao. Cùng với tuổi trẻ của thành phố Bạc Liêu, những ngày qua, các bạn đoàn viên thanh niên ở các huyện, thị xã trong tỉnh cũng đang miệt mài tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, công an xã kết hợp cùng đoàn thanh niên lưu động đi đến từng xóm ấp hỗ trợ giúp bà con cài đặt các ứng dụng liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chuyển đổi số trên địa bàn. Với phương châm đến từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, lực lượng công an và đoàn viên thanh niên đã không ngại khó đi đến từng ấp, từng điểm dân cư để tuyên truyền hỗ trợ người dân. Thì chỗ công an xã cũng làm tham mưu cho với chính quyền địa phương cung cấp
để tham gia cùng với cái lực lượng công an xã. Bên cạnh đó thì có thành lập các cái tổ để hỗ trợ với công an xã là về việc là thu nhận kích hoạt định danh điện tử. Đặc biệt là cái lực lượng đoàn viên thanh niên của xã cũng là một trong những cái lực lượng là xung kích rất là nhiệt tình song sáo, mặc dù là cái thời tiết trong mùa này thì mưa gió nhiều cũng ảnh hưởng đến phần nào đối với vấn đề mà đi lại của người dân là cũng như là cái lực lượng đoàn viên. Bên cạnh đó thì cũng không ngại cái đường xá mưa gió thì lực lượng đoàn viên đã làm tốt được cái vai trò của mình, đi đúng giờ và nhiệt tình trong cái công tác là hướng dẫn xử lý cài đặt cái định danh điện tử đạt mức độ cao. Lực lượng đoàn viên là đã phối hợp với lực lượng công an đã làm tốt cái vai trò nhiệm vụ của mình. Mong rằng trong thời gian tới là giữa lực lượng công an và đoàn viên thanh niên nói chung là sẽ tiếp tục phối hợp để cùng nhau hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ ở trên giao. Cũng như nhiều đoàn viên khác, hai tháng qua, dù là ngày nghỉ cuối tuần hay mưa nắng ra sao, chị Nguyễn Diễm Chiều và chị Đinh Nguyễn Thảo Vi, đoàn viên xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, vẫn đồng hành cùng lực lượng công an xã Vĩnh Mỹ B đi đến nhà dân và đến từng điểm dân cư để hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Nhờ đó giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí đi lại khi cần giải quyết các thủ tục hành chính. Công việc dù vất vả nhưng tất cả thành viên trong tổ cảm thấy hạnh phúc vì được đóng góp một phần công sức và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ vào công cuộc chuyển đổi số, mang lại những tiện ích thiết thực cho người dân. Công việc cũng khá là bận rộn, mà chúng em cũng dành ra thời gian để giúp đỡ và hỗ trợ các anh công an để giúp đỡ người dân trong công cuộc chuyển đổi số, kích hoạt định danh điện tử. Mặc dù là bước đầu cũng người dân cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà sau thời gian chúng em hướng dẫn thì mọi người dân cũng bước đầu cũng biết cách được kích hoạt được định danh điện tử rồi. Và trong tinh thần là nhiệt huyết của tuổi trẻ thì chúng em rất là hăng hái năng nổ để tham gia trong cái quá trình chuyển đổi số của người dân. Đoàn thanh niên của tụi em kết hợp với công an để hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, kích hoạt mã định danh điện tử cho dân á. Thì tụi em cảm thấy là chủ trương rất là thiết thực để cho công dân mình khi đi một đâu công việc ở các cơ quan có thẩm quyền á, không cần mang theo một số giấy tờ như là căn cước công dân, bảo hiểm y tế và giấy phép lái xe và một số giấy tờ khác. Tụi em sẽ đến từng nhà của người dân và sẽ hướng dẫn và tuyên truyền hỗ trợ. Thì trong khi đó thì tụi em cũng đưa ra những minh chứng để cho người dân thấy, và tụi em sẽ lấy điện thoại của tụi em và kích hoạt cái số định danh đó cho người dân. Được sự hỗ trợ hướng dẫn tận tình của lực lượng đoàn viên, nhiều người dân trong xã đã cài đặt và kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử. Sau khi được giải thích cặn kẽ về cách sử dụng và những tiện ích mà ứng dụng mang lại, nhiều hộ dân cho biết họ rất hài lòng và an tâm sử dụng các dịch vụ trực tuyến qua điện thoại. Thì cũng nhờ anh em bên công an là kích hoạt cho cô bác, những người lớn tuổi không rành về vấn đề kích hoạt trong điện thoại, giấy tờ bằng lái xe các thứ. Thì nói chung anh em cũng nhiệt tình để làm giúp đỡ cô bác. Thì cũng cảm ơn anh em bên công an là ở xã cái B này cũng nhiệt tình để động viên giúp đỡ bà con cô bác. Mấy em đoàn thanh niên thì cũng có phần để là kích hoạt cho cô bác không rành về vấn đề điện thoại. Nói chung ra thì những em ở đoàn viên thì rất là nhiệt tình, tận tâm. Đến đây thì được đoàn viên thanh niên với anh em mà công an xã hướng dẫn cho mã định danh, nhập mã định danh điện tử. Và chỉ một cách nhiệt tình, em làm cũng ok. Với tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, trong thời gian tới, lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, góp phần để Bạc Liêu thực hiện thành công đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Chuyên mục Tuổi Trẻ Bạc Liêu kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.